Sáng nay, đoàn công tác Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Tiến sĩ Trần Huy Dũng, Phó trưởng ban dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương. Tiếp đoàn có Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Nguyễn Minh Thủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương. Tại buổi làm việc, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương kiến nghị được tiếp tục duy trì và củng cố mô hình cơ chế hoạt động theo hướng dẫn số 23 của Ban tổ chức Trung ương, kiến nghị Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xem xét cho ý kiến để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được phép chỉ định thầu hoặc đặt hàng cho đơn vị y tế có uy tín, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng dịch vụ để thực hiện gói khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ hàng năm. Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trần Huy Dũng, Phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đánh giá cao kết quả của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương. Đồng chí mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Đồng chí mong muốn Bình Dương sớm đưa vào hoạt động bệnh viện 1.500 giường để đáp ứng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và cán bộ.